Một mối lo khác của nước Mỹ đó là tình trạng tội phạm ăn cắp các thông tin mật của Mỹ đang ngày càng gia tăng. Phát biểu ngày hôm qua từ Nhà Trắng, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder đã lên tiếng kêu gọi nước Mỹ phải bắt kịp với các thay đổi công nghệ để đối phó với tình trạng này. Tuyên bố của ông được đưa ra khi cùng ngày chính quyền của Tổng thống Obama thông báo về kế hoạch đấu tranh chống ăn cắp bí mật thương mại. Theo đó, kế hoạch này bao gồm việc đẩy mạnh các biện pháp ngoại giao giúp ngăn chặn tình trạng xâm phạm tài sản trí tuệ của Mỹ tại nước ngoài. Đồng thời, các cơ quan chức năng Mỹ cũng phối hợp tốt hơn nhằm giúp đỡ các công ty bảo vệ chính bản thân mình. Hồi đầu tuần này, công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ công bố báo cáo cho thấy một đơn vị quân đội của Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ tấn công trên mạng nhằm vào hơn 140 công ty của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ lời buộc tội này và khẳng định Trung Quốc là nạn nhân của nhiều vụ tấn công mạng, phần lớn có nguồn gốc từ Mỹ.